xin mời các phóng viên đặt câu hỏi cho lớp của Bê Banh Hoàng Anh Gia Lai ạ. How do you feel about this game? First of all, I want to say thank you for all the fans come. And then today, I think two teams fighting spirit. We have a lot of chance, but first of all, I want to congratulate for Police Hanoi. They are very strong. Any position, they are very strong. But we don't scare. We try to do the best for when we score early goal. All of them on our play to confident. But luckily we lost some goal. But for me, I'm proud of my player. Đối với trận đấu ngày hôm nay thì trước hết thì Diego muốn cảm ơn tất cả các fan hâm mộ cũng như là các thông tin truyền thông đại chúng đã đến đây cổ vũ cho hai đội bóng. Và hôm nay thì trước một đội Công an Hà Nội rất là mạnh, thì chúng tôi cũng đã nỗ lực và thầy cũng thấy rằng là hai đội hôm nay là có tinh thần thi đấu cống hiến, chiến đấu rất là tốt và rất là đẹp mắt. Và chúng tôi đã có bàn sớm và từ đó thì các cầu thủ có tăng thêm những phần sự tự tin chơi bóng. Nhưng mà sau đó thì chúng tôi cũng có những cái cơ hội rất là rõ ràng nhưng mà không tận dụng được. Khi đội Hà Nội gỡ thì đội chúng tôi vẫn tiếp tục là chiến đấu và rất là đáng, mặc dù thua đội Hà Nội hôm nay nhưng mà thầy Diego rất là tự hào về các cầu thủ trẻ của ngay Gia Lai đã có những sự tiến bộ. Ông có bất ngờ về đội hình của Công an Hà Nội không khi mà Hồ Tấn Tài từ cánh phải vào lá chắn ở trung tâm? You surprised about the Hà Nội formation when Hồ Tấn Tài normally he play right side but today he play in the center? Not only Tài, I think all the team they can rotation. Yeah, but we know they play 4-3-3 because the coach is do the coach for Vietnam. That's why I follow him too. And we know him play 4-3-3. They can rotation at all. Cũng không có gì trong đấu pháp thì cái đó là điều bình thường thôi. Bởi vì là khi mà với sự luân chuyển cầu thủ thì cũng là thường có trong các huấn luyện viên chơi sơ đồ là 4-3-3 và thầy cô cũng biết rằng thói quen của thầy Vong là cũng chơi với sơ đồ 4-3-3 cho nên cũng không có gì ngạc nhiên. Ông có thấy có một cái sự gì mới mẻ ở trong Công an Hà Nội khi mà thầy Vong hôm nay trận đấu đầu tiên của Vong? Comment about the do you realize some the new formation in Hanoi Police today he play? About style, I think they can counter attack, they can open play, they have a lot of very technical. That's why I think coach just come only 10 day. I think they can improve more. But today I think I just look at my player. I cannot comment about the Police Hunt. Thầy Vong thì cũng mới tới được trên dưới 10 ngày cho nên là đối thầy Diego thì cũng chưa có nhận định nhiều, đánh giá gì nhiều về cái trận đấu bởi vì thầy Diego hiện nay đang tập trung vào cho đội Hoàng Anh. Hôm nay thì Dũng Lê có trận ra mắt cùng Hoàng Anh thì đánh giá nào về cái sự hòa nhập của cầu thủ này trong trận đấu ngày hôm nay? How do you say about the rate about the Zucle for the performance today? I'm very happy because today we lost one more foreigner. Unlucky before come here, he injury. If we have three foreigners, maybe we more a lot of chance. But for me, I'm happy with the clay come because this is the first game for him. Thầy Zico rất là vui. Clay hôm nay cái màn trình diễn thể hiện này rất là tốt và rất là đáng tiếc mà không khi mà chúng tôi thiếu một cầu thủ ngoại, tức là thiếu một đối tác của Clay trên hàng công. Nếu mà có thêm cầu thủ ngoại mà không đột xuất bị chấn thương thì có lẽ là chúng tôi sẽ có nhiều những cơ hội hơn. Và thầy rất là vui với Clay thể hiện ngày hôm nay. Hoàng Anh Gia Lai có sự chuẩn bị như nào cho cái trận đấu tại vòng 4 sắp tới khi mà sau 3 trận thì đội mới có một điểm? Yeah. Can you say about our plan to repair the next game? Yeah. But today they good performance. I think all of them have more confidence. We just start 3 games, but the point not too far. If win 1 game or 2 games, maybe go to the number 6, number 5 already. But we try to how to keep our standard to long whole season. Đối với những trận đấu tới thì trước mắt thì qua cái trận đấu ngày hôm nay cũng là một cái sự chuẩn bị cho những trận đấu tới và thầy cho cô thấy là có dấu hiệu rất là khởi sắc qua trận đấu ngày hôm nay và
tập trung vào những trận đấu tới, thì bởi vì là V-League mới có 3 vòng đấu và hiện nay chúng ta tuy có một điểm nhưng mà khi mà thắng một trận thì kết quả cũng thay đổi rất là nhiều. Thank you. Cảm ơn nhé. Ok, thank you. Cảm ơn.